chứ nhiều khi lóng nga lóng ngóng bị dướng cái này lại là mệt lắm. Mức độ nhẹ lại hỏi, mức độ nặng lo vô phòng, mức độ 3 vậy có số 8 lần sau nữa à. Thí dụ như nó không phạt em, nó không phạt em mà nó bắt nó dục luôn, có đó, luật pháp mỗi nơi mỗi khác, nên trong tờ khai chúng ta phải khai cho nó thật là kỹ, ý anh nói là vậy đó. Chào mừng các bạn đến với chương trình vlog của anh Duy Nguyễn. Hôm nay Duy Nguyễn sẽ chấn lộ, lộn xin lỗi các bạn. Hôm nay Duy Nguyễn sẽ tiết lộ các bạn một cái tin chấn động. Đó, là chỉ cho các bạn cái cách mà chúng ta ôm thực phẩm bổ sung. Đó, qua mặt hải quan dễ dàng. Oh really? Nghệ mà. Chúng ta cần phải biết được cái này, chúng ta phải làm được cái động tác này, chúng ta mới có thể tồn tại trên giang hồ được. Đúng không? Các bạn sẽ thấy giờ em ôm thực phẩm bổ sung đi qua hải quan sao cho lọt anh. Được. Chỉ ra tại sao chúng ta phải ôm thực phẩm bổ sung đi qua hải quan? Tại cuộc đời này chúng ta gym, khỏe mạnh, đẹp trai, có tiền để làm chi? Để làm chi? Thằng nào comment vô buôn lậu thực phẩm bổ sung lóc liền mấy em, báo công an liền nha. Nghe nghe, báo liền. Ghét nhất mấy người tập gym đi buôn lậu thực phẩm bổ sung. Ghét nhất luôn á. Anh Duy không bao giờ chỉ tụi em làm như vậy hết. Mà chúng ta đi du lịch, chúng ta đi du lịch chúng ta phải ôm thực phẩm bổ sung ba ơi. Đúng không? Các bạn sẽ thắc mắc và phân vân. Má ơi, ôm giữa chừng gặp hải quan rồi sao anh Duy? Tụi em đi du lịch, tụi em ôm thực phẩm bổ sung, tụi em lên máy bay, tụi em gặp hải quan là cái chuyện bình thường. Đúng không? Là cái chuyện bình thường. Nhưng mà tụi em ở trong nước là cái chuyện không gì để bàn cả. Giống như từ đây đi ra Hà Nội mang thực phẩm bổ sung đi là cái chuyện bình thường, không có gì phải ý kiến cái cò cả. Nhưng mà tụi em đi nước ngoài thì sao? Tụi em đi nước ngoài, đúng không? Tụi em phải mang theo súp. Cái điều là điều căn bản mà anh Duy muốn chia sẻ vậy. Mang những cái loại súp gì? Đó, chia sẻ luôn. Trước khi mang súp, mang đôi dài các ba. Mang đôi dài cái đó nha. Tiết lộ với mấy em luôn, anh đi nước ngoài lúc nào cũng mang theo hai đôi giày của THOL. Một đôi giày đế cứng đen chi mấy em, đi những cái địa hình mà nó trơn trượt nó không bị té. Giống như cái lần anh đi lên núi Phú Sĩ, anh nhờ đôi giày để té thấy mẹ rồi, ngựa lắm em. Lúc mà trời tuyết rồi này bay phủ tùm lum la, anh đi ra ngoài nhí nhảnh như chó cảnh ấy, lộn như con cá cảnh vậy đó. Tại vì anh muốn chứng minh cho thế giới rằng tao tập gym tao có lạnh. Cha con tụi nó mặc áo ấm ở gió tùm lum, anh mặc áo CK mấy em, tóc tai như Kiều Phong vậy đó. Nó bụi tuyết nó bay đầy bập vô giống như Kiều Phong lúc chết đó mấy em. Đó, men lắm. Xong rồi cứu đó về tao cũng bị nữa chứ phải không, đâu bị gì không kể đâu. Đó là đôi giày đế cứng. Còn đôi giày đế mềm đấy chi? Để walking. Chúng ta đi du lịch chúng ta phải walking. Các bạn không có walking thì các bạn đừng có đi du lịch. Vậy walking là gì? Là đi bộ đó ba. Đúng không? Đi bộ du lịch là gì? Đi bộ để trải nghiệm, cầm cái ảnh chụp hình nó selfie cạch. Hai đôi giày, một cái đế cứng, cái đế mềm. Giày THOL cung cấp hết. Đây đế mềm mà đôi này nè. Đôi này là sặc sỡ đi không bị lạc mấy em. Trời đất ơi mày, đừng có coi thường, đúng không? Cái đôi giày này không? Đi du lịch ta phải chơi màu này nè. Để cho nó nổi không bị lạc ba ơi. Lỡ mà đi qua châu Âu nó bị khủng bố giữa chừng thì người ta bắn không có lộn nghe chưa? Nói chung nó lợi hại lắm em. Tại vì tụi em ở Việt Nam tụi em thấy đông thôi, chứ em ở nước ngoài nùi. Nó đi như biểu tình vậy đó, đông lắm. Nên mình phải có gì đó nó đặc biệt. Đặc biệt, đi giày là phải giày nổi, nón là phải nón nổi. Đồ chơi full cây THOL bảo đảm không lẫn vô đâu được. Nghe. Cái đó là cái hay. Vậy thì súp mang theo súp gì? Súp mang cái gì? Bộ ba thần thánh. Bộ ba thần thánh là phải mang. Anh Duy Nguyễn là mang bộ ba thần thánh này rồi. Mang cái này bị gặp hải quan là mình chết rồi. Xiền luôn. Bộ ba thần thánh nó có đâu? Đây. Thôi này không được, này chưa bán mà BA nó uổng. À cái này, đây đó. Thấy không? Đó mang cái này. Nội cái này không tụi em gặp hải quan là tụi em chết ngắt liền. Cuộc đời đi du lịch là trót lọt hết mấy em. Chỉ còn lần xui dính thôi, còn lần dính thiệt. Thêm cái gì nữa? Lean body, ta một đời ngạo nghễ. Đâu rồi? Ở đây không có chân mấy em. Lean body là protein. Chúng ta đi du lịch chắc chắn chúng ta ăn hộp protein mấy em. Chắc chắn là mấy em ăn hộp protein nên mấy em phải mang theo lean body nữa. Nhưng mà mang cái gì làm ơn phải hiểu cái sản phẩm mình mang, ok? Đúng chưa?
tụi em bây giờ đi qua hải quan là nó hên xui, là do cái kỹ năng của mình, hiểu không? Cái kỹ năng của mình khi mình bỏ cái đồ này vô trong cái hành lý đó, cái kỹ năng của mình bị hải quan bắt nè. Hải quan nước ngoài nha, hải quan Việt Nam nó làm gì? Hải quan nước ngoài vô thấy chơi còn nguyên này là dễ dính lắm nha. Chơi còn nguyên tem nguyên kiện này là dễ dính lắm đó. Nên tụi em phải mở ra, mày chưa xài mày cũng mở đi, mày mở ra cái kịch một cái xong rồi tem còn nha, không có tem mất nha, tem mất giải trình không được nha. Nhưng mà cái bước này nói sao đi, cái bước đầu tiên là trên cái tờ khai nhập cảnh á, tụi em phải khai rõ ràng vô, chắc chắn là nó sẽ hỏi là mày có mang thịt chó không, có mang thịt đông mà mít đó, hay là có mang thuốc không. Rất mấy cái đó kỹ lắm nha, nước ngoài chứ không phải như Việt Nam đâu nha ông nội. Ông bay vô ông phát một, có bà bên kia bên Nhật kìa, mang mấy ký thịt chó bỏ tù luôn rồi, mang thịt chó đi nước người ta, ổ xong bỏ tù luôn. Cái bài báo đăng đó, mấy em media sợ thêm vài tin hù tụi nó đi mấy em. Rất là nhiều cảnh ở tù lãng nhách lắm, mang mắm tôm, có thằng mang thịt bò, mang này mang kia. Mấy em nhớ food ra nước ngoài cực kỳ khó, nhất là đi những nước văn minh. Những nước văn minh đó là food nó khó cực kỳ, những mấy này nữa nè, nó khó lắm, phải giỡn đâu. Nên tụi em khai trên tờ giấy đó đó, phải ghi rõ ràng vô. Nó hỏi em có mang drug không, em ghi not drug, only supplement. Chữ này tiếng Anh là supplement, ghi đúng chữ nha mày. Mà ghi drug vô cái một tưởng thuốc, cái thấy mụ nội luôn. Đương nhiên hải quan nước ngoài nó không có khùng đâu, nó cũng có kiến thức, có trình độ đó. Nhưng mà tụi em đó là mình là người Việt Nam, mình phải am hiểu được cái đó cái đã. Mà anh Duy là trong lĩnh vực này anh Duy rành, anh Duy chia sẻ tụi em. Chứ nhiều khi lóng nga lóng ngóng bị dướng cái này lại là mệt lắm. Mức độ nhẹ lại hỏi, mức độ nặng lo vô phòng, mức độ 3 như vậy, có số 8 bằng sau nữa. À, vậy là bước đầu là khai vô cái tờ giấy nhập cảnh nha. Tờ giấy là phải khai kỹ, cần có nước nó kỹ, có nước không kỹ, nhất là Nhật. Nói chung là tụi em đi đụng mấy cái nước văn minh là nước nào cũng khó hết á. Còn tụi em đi mấy cái nước cùi cùi ở trong Đông Nam Á vô tư. Đông Nam Á khó nhất là Singapore thôi, còn mấy anh khác bình thường. Singapore hơi căng. Còn Malai, Mã Liết gì đó nó nhìn nó bậm trợn thôi chứ hèn lắm em. Rồi Thái Lan thôi, đồ bỏ luôn. Thái Lan qua vô qua lại cái chợ, khỏi có khe gì hết trơn trời hết. Nhưng mà đi qua Nhật, đi qua châu Âu, đi qua Mỹ, Canada, Úc, mấy cái đó cực kỳ khó và cực kỳ dễ chết. Cẩn thận em, cẩn thận của lửa. Rồi bây giờ bước thứ hai á, là những cái loại này nè, em phải mở cái nắp ra. Mở cái nắp ra để làm chi? Để mình khẳng định rằng cái này là mình mang theo mình dùng. Only for me, only for me, tức là dùng cho tao thôi, tao không có bán bà ơi. Chứ còn nếu mà em để giày nó khép tao vô tội buôn lậu. Mà tội buôn lậu, mà buôn lậu xứ người là chết ngắt nha cu. Ở Việt Nam này thì không có mấy cái đó, nó dễ, cùng lắm vô thoát với nhau thôi, nói chuyện với nhau là ok. Còn nước ngoài hả? Ủa sao mày mang theo gì đâu mà cái đai còn nguyên vậy mày? Đâu mà mang theo được, cái báo luôn THOL cho ba tem của tôi nè. Con lại bố đó, ai nhắc tem mới nhớ. Thằng nào không có tem dễ chết nữa nè. Tại không có tem mà đồ lậu mấy em. Đồ lậu mà qua đó là giải trình hơi bị cực đó nha. Đó. Nên tụi em cố gắng mua đồ chính hãng rồi đó. Có tem để mình nói chuyện cho nó dễ nè. Tem được cấp bởi là Bộ Công an nè, ABC và các kiểu nè. Tem chống hàng giả đồ xong chính hãng ok. Yes. Đó. Và khui ra. Khui ra. Phá nên phòng hết. Nhưng mà khui đừng giục tem nha. Khi em khui cái tem này sẽ rách. Đúng không? Khui cái tem nó sẽ rách. Giờ muốn khui liền không? Tao vẫn chơi đi, tao không sợ tốn tiền chơi luôn mày. Quỷ đồ yêu này. Đó, khui dục này ra, không để nha. Làm lại mấy em nhìn kịp đúng không? Khui dục này ra. Bông gòn đúng không? Nhiều quá để đợi cho hút ẩm. Lấy viên ra. Lấy viên ra mấy em. Để chi nó ngồi nó đếm sao? Trời ơi mày đừng có tưởng đâu. Trời đất ơi, giỡn chơi hoài, cẩn thận của lửa mấy em. Nè thấy không? Nhìn nè, serving size một liquid. Một liquid capsule rồi. Serving bơ container. Container là 60, vậy là si ra hũ này 60. Bây giờ mày lấy viên ra nó còn 59. Nó còn 59 không, bên này cũng vậy nè. Bóc ra luôn. Đó, khui này ra. Chừa mí tem ở đây nha. Chừa lại mí tem ở đây mấy em. Dặn ra. Đó. Rồi xong rồi khui. Mở này ra quăng. Nó lấy 2 viên. Lấy 2 viên mấy em. Một trắng 2 đen nha. Rồi đẩy lại. Rồi xong, vô tôi giải trình cái một. Rồi uống luôn đi. Rồi. Số ok. Vô gặp hải quan gì đúng không? Hỏi nãy gì hả? Fastburner, biết tiếng Anh không mày? Đừng có tập game biết tiếng Anh nha. Đó, what is? Oh, Fastburner, nói gì vậy? Dùng để làm chi? Đọc đi mày. Không được, nó nói như vậy mà. Nói chung là nó nhìn nó cũng biết là sơ, nói tiếng Anh không à.
nó nhìn nó biết này là số đông anh rồi, nó nhìn vô tờ khai của em nữa đó. Mà cái mà hành vi mà chúng ta xé ra để làm chi, để chúng ta chứng minh rằng chúng ta dùng cho mình. Rồi cái hành vi thứ hai là nó mất viên rồi đó em, là chứng minh rằng tôi dùng rồi chứ không phải tôi đối phó với ông. Ví dụ như giờ nó ở mày nói mày dùng mà tao thấy có còn y chang, mày xé tem ra mày lừa tình sao mày. Đó là hành vi của mày là không có trong sạch, hành vi của mày không có thật thà. Mà một khi không thật thà nó khám ra mấy cái kia nữa, mày gian dối em vô bán lậu nè, bán vậy chết dân tàu sao đó. Nên hải quan nó sẽ bắt bẻ bằng rất là ghê, nhất là hải quan quốc tế nha. Mà gặp thêm mấy ông nội tiếng Anh tiếng U không có rành là chết luôn á đó. Rồi cái này cũng vậy, khui ra để xài rồi bỏ trong hành lý bình thường. Đó là cái bước 1, bạn sẽ rất là dễ giải trình. Bước 2 là những cái tướng này là nó tin chắc rồi. Quan trọng là cái body của mình. Cái body của mình nè, tướng tôi là gì? Swimmer. Ê, nước ngoài nó không hiểu swimmer đâu mày ơi. Đó, đó, thấy không? Hỏi làm gì đây? Quay lifting. Nói tiếng Anh mấy em, quay lifting. Exercise. Là gì? Đó, tập gym. Workout. Nói chung biết chữ gì chém cho đó đi. Xong mình cái loại cái hũ này tao bị bắt thiệt mày. Bên Ý nè, lúc đi cũng dính, lúc về dính mấy em. Nó quét cái gì ra tưởng tao chơi heroin mày. Biết thấy bột bột trắng trắng. Đây rồi. Đây. Hey man. Ủa chết rồi. Tự nhiên bị giật lại mày. Hey man. Cái xong đó có hai ông. Ông ngồi đằng kia, ông bà ngồi đằng kia, chứ ông đứng đây. Hải quan khá đẹp trai thôi quản Ý á. Xong rồi cái nó sôi ra trong hành lý anh, nó thấy cái nó kêu anh ở bên, nó kêu anh mở ra, xong chỉ lấy cái này lên nhìn, hỏi gì đây. Cái anh hỏi là muscle, cái này fuel for muscle, fuel là năng lượng cho cơ bắp. Hột mở gồng lên phát một oh exactly, very handsome man. Oh nó khen anh, nói xong cái nó vô nó giải thích gì kia không biết, nói gì nó tiếng Ý mày. Rồi cái kêu oh thank you, đi đi. Cái bước cuối cùng là phải có cái này mấy em. Cái này là cái nó khẳng định là mình đúng. Nè, nó khẳng định là mình đúng. Bởi vậy á, anh nói mày swimmer mà đi nước ngoài mặc đồ sport đi. Đừng có mặc đồ mà kiểu như kính cổng cao tường, áo vest công lê đậm khỉ nóng thế. Nó mặc đồ đơn giản vô nhìn sportman. Anh nói thiệt với em, bây giờ mình để ý nè, mấy cái người mà người ta gọi dạng hai lúa đi lên đó, nó hay thích mà chứng tỏ cái cách ăn mặc trịnh trọng em, đúng không? Em đi ra sân bay em thấy mấy ông nội nào mặc công lê này nọ nhìn ghê gớm lắm á, thật sự danh nhân cùi thôi à, thích mặc chứ đó. Đó còn ví dụ như người ta chơi thứ thiệt á, mấy thằng Tây á, mày thấy qua Việt Nam ít nào mặc đồ cái đó lắm. Nó mặc đồ rất là sport, nhẹ nhàng đó. Show muscle lên, fuel for muscle, my muscle. Gồng lên phát một là cái này uống ngược vô ra cục này, mày chắc mày hiểu vậy đó. Vậy tóm lại là cái gì? Tóm lại là tại sao mà chúng ta phải quan trọng cái vấn đề này? Tại vì những cái này là những cái lĩnh vực mà anh Thu nó rất là nhạy cảm, nó ranh giới giữa thuốc với thực phẩm, đúng không? Đối với thằng ngu á thì nó này thuốc, mà đối với thằng khôn á thì nó này thực phẩm. Mà trên đời ai biết cuộc đời mình gặp thằng ngu hay thằng khôn, đúng không các bạn? Cái đó thực tế nó là như vậy đó. Nhiều khi bạn cầm cái hũ này, cha mẹ mà nó uống thuốc không lẽ chửi cha mẹ bạn ngu? Thì mà ví dụ như bạn chửi cha mẹ bạn ngu á thì cái đó hơi mất dạy thôi, chứ mà về mặt nghĩa thì nó cũng không sai đâu, đúng không? Thì ở ngoài xã hội nó cũng vậy các bạn. Khi bạn ra đời bạn ức chế nhiều cảnh, tự nhiên vô má mày uống thuốc hả mày? Nó máu mà mày đuôi hả mày? Đúng là mày ngu, mày tưởng ai cũng ngu nhưng mày biết đọc chữ không mày? Đúng không? Sản phẩm này không là thuốc, đâu ghi rõ ràng vậy đó, không biết đọc, đúng không? Sản phẩm này là supplement đó, hiểu chưa? Đúng không? Sản phẩm này được chịu trách nhiệm của FDA Mỹ. Ủa biết FDA là gì không? Tao kể mày nghe không hài thôi, kỳ tao chơi với ông kia cũng khá lớn đó mày. Ông nói là FDA, ông tưởng nó FBI. À tao, chú biết cái chỗ này nè, chúng là cái chỗ này, chú coi phim Mỹ nè, cái chỗ này nó điều tra tội phạm nè, nó bắt người ghê lắm phải không? Dạ con lại bố, FDA ông ơi. Còn FBI là khác, không phải cái F nào như cái F đó đâu. Đúng không? Chỉ có cái pizza FP nó mới giống nhau thôi. Nó nhiều cảnh cười đã nước mắt luôn đó em. Bởi vậy mình chơi cái này á là thuộc dạng là kiến thức mình phải tương đối tốt đó. Nhưng mà trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam á thì nó khác. Còn trong khi mà ra nước ngoài á thì mọi chuyện nó khác, mà chưa kể nó bảo hộ nữa mấy em. Thí dụ như nó không phạt em. Nó không phạt em mà nó bắt nó dục luôn. Có đó, dục pháp mỗi nơi mỗi khác.
nên trong tờ khai chúng ta phải khai cho nó thật là kỹ. Ý anh nói là vậy đó. Cái tờ khai có gì khai hết đừng có giấu. Ví dụ như mang bao nhiêu cái bao cao su khai luôn đi. Thà tự giác đỡ hơn sau này nó phát giác mày. Anh nói thiệt. Đúng không? Nó khai, nó có những cái tờ khai nó sớ tao quân, nó chi tiết nó ghê lắm. Nó bởi vậy khi người Việt mình ra nước ngoài gặp cúm gà mấy chỗ đó. Nhưng mà thôi, chuyện nói chuyện của người ta, nhưng mà nó là Zimmer là cần phải vậy đó. Zimmer tụi em ra nước ngoài đó là tụi em phải có cái này. Tại ra nước ngoài không có mua được. Khổ lắm. Không có mua được đâu. Tao đi nước nào tao cũng mang theo hết á. Anh nói thiệt luôn á, chỉ có đi Mỹ không mang thôi. Đi Mỹ mang chở củi về rừng. Mà tao sợ đi Mỹ anh mang nó hải quan nó chửi anh thôi. Em hiểu không? Hải quan nó chửi bà mẹ mày mắc in USA mày qua nước tao mày mang nữa hả mày? Nó khó giải trình mấy. Nên đi Mỹ thì anh không mang. Chứ mà đi châu Âu hay đi đâu đó thì anh mang. Cái này là thí dụ như mình lấy ra khè đồ Mỹ đó mày. Ăn không? Nope. Mày thấy lá cờ Mỹ không? Mày biết cờ hoa không? Đó. Xong mình ra nói nó dụ mày làm khó tao. Mày khó vừa hay nha mày. Ê mày đồng minh của Mỹ đó nha mày. Tao tăng chi tiêu quốc phòng mày giờ. Ví dụ như Hàn Quốc. Đúng không? Những nước khác đều có sản xuất thực phẩm bổ sung. Đó. Nhưng mà mình mang đồ Mỹ đi thì mình tự tin ha. Đồ Mỹ là nó được kiểm nghiệm trên thế giới rồi. Ta nhìn thấy đồ Mỹ là hết ẳn rồi. Nó thật sự với bạn luôn. Ra nước ngoài, má cái đồ Mỹ này nó mạnh cực kỳ. Đúng không? Họ kỳ anh qua bên Ý anh cũng khè nó một phát một nè, chạch ra một phát một đây ba. Chỉ nói vậy thôi, không nói nhiều nữa. Tại tao biết nói gì đâu. Thí dụ tiếng Việt Nam tao nói được, và tiếng Mỹ tao nói là gì? Không lẽ this is USA product. Không lẽ nói vậy hả? Chỉ đây nè, nè, không nổi. Nè nha. NATO của ông là nó nuôi đấy nha ông. Ý hết chấm khè luôn. Nói thật ra đó thì hải quan nó cũng có làm khó làm dễ mình. Nó làm đúng chức trách thôi mày. Tại vì đó, nó là cái người mà nó lo an ninh cho nước đó mà. Thí dụ như bây giờ á, mình đi qua nước người ta, mình quậy nước người ta là thằng đó chết á. Ủa tại sao người xưa mà cho nó vô? Đúng không? Lỡ mà ví dụ như anh cầm sản phẩm này ra mà nó không phải là supplement ở trong là ma túy thì sao? Bột mì ma túy vậy đó. Đem vô bán một phát cho nó nói, thời ông này treo đồ dây bắt đầu ngựa. Nên cái kỹ năng mà gọi là chui ra khỏi hải quan mà khi chúng ta cầm súp đó là chú em thấy làm những bước như anh là bảo đảm qua. Thí dụ như tới hồi mà tụi em ra nước ngoài mà tụi em bí quá không biết nói khỉ gì á, mày trong gym mày biết gì mà nói đó đi. Quật cao Duy Nguyễn gì đó quăng ra. Quật cao Duy Nguyễn Diêm Chúa bộ ba thành thánh này pháp bên rồi quật cao đúng không gì do for lip way lifting better gì đó sổ đại đi mấy em. Lúc đó là cái như kỹ năng sinh tồn rồi, không còn ngại ngùng gì cả đó. Rồi xong rồi chơi lầy lấy cái sucker THOL ra pha một cúp uống trước mặt nó luôn nè. Mày không tin đúng không? Tao chơi lầy với mày luôn. Cho miếng nước đi đó, ghi water please. Ở đây mà nước lọc pha uống ở gần xong rồi mày nó bảo đảm cho đi luôn. Bảo đảm. Tại thật ra mấy cái hàng này nó lạ không? Thật ra đó, nói với các bạn đừng có lo. Không phải là đi hải quan ở đâu tận bắt. Không có nha, Duy đi nhiều nước rồi. Không bao giờ dính hết, chỉ có Ý thôi. Ý chuyển vô không dính mà chuyển ra dính mà đau chứ. Ngộ hay bạn ha. Tự nhiên thí dụ mình vô nước người ta, ta bắt mình ngay lúc đó không nói. Tự nhiên mình ra khỏi nước cũng dịnh lại hũ này nữa. Mà nói chung khi mà đi nước ngoài nó có những điều mày cực kỳ vô lý. Có điều cực kỳ vô lý. Thí dụ như bạn đi vô châu Âu á, nó sẽ cấm bạn không cho bạn chơi đồ giả. Bạn mà xài đồ giả là nó dứt bạn liền á. Giống như cái túi CK hay là cái túi LV gì đó mà giả một phát một đập cái bóp. Ủa vậy tao đi đâu giày giả sao bạn bắt tao đi? Tao nói thiệt với bạn, dân du lịch châu Á qua 10 thằng 9 thằng đi đồ giả với chân nè. Giày giả tất giả đó. Cái tóc nó ra đi đáp ra ngoài chợ mua 15.000 50 đôi luôn. Ngộ lắm hả? Nên luật pháp á, nó treo trên đầu bạn vậy đó. Bạn vi phạm nó bọp chơi vậy đó. Nó bọp chơi vậy đó. Nên đi nước ngoài có những cái kỹ năng mà chúng ta cần phải biết. Mà chúng ta pha những cái loại này ta phải có suối. Bạn đi mà không mang mình lắc là bạn thua. Ở bên nước ngoài bạn không kiếm đâu được cái mình lắc hết á. Nó thật sự với bạn luôn á. Bạn vô siêu thị bạn kiếm được mấy cái bót đồ, mấy cái gì nó là cái bình uống nít á, pha về rửa mới được ba ơi. Nó là dân nghiêm á, là khi bạn đi nước ngoài phải cầm hai bình lắc mất này còn kia bạn ơi. Ai biết được đang đi tới chỗ kia thấy cái nhà thờ đẹp quá để bình lắc xuống chụp hình rang, thằng kia nó tưởng rác nó dọn luôn rồi. Chuyện bình thường sống đạo luôn các bạn. Ở bên nước ngoài nó sạch sẽ lắm, nó không phạt mà là hên rồi đó. Ở bên Singapore xả rác phạt nha. Ở đâu cũng vậy thôi à, bạn để bình lắc vậy mà nó lụm giùm bạn là hên rồi đó. Không nó phạt bạn tội xả rác. Trời, tôi để bình lắc tôi chụp hình ông nội ơi,
chứ không phải xả rác. Nhưng mà ra đó giải thích với nó khó lắm. Nó thật ra mình làm cái đề tài này vậy mấy em thì nó rất là thực tế, nhưng mà nó có cái này có cái kia. Thì cuộc sống mà, Duy trải nghiệm được nhiều, Duy chia sẻ nhiều thôi. Chứ Duy cũng muốn cái tâm niệm của mình á, là mình là người Việt Nam á, mình ra nước ngoài á, là mình bắt kịp cái văn minh của người ta vậy được rồi. Đừng có sống lạ quá, đừng có sống lạ quá để trong từng bữa ăn mà người ta phải có thằng phiên dịch người ta phục vụ ngôn ngữ cho mình nữa, đúng không? Thí dụ mình ra nước ngoài thì mình không cần người ta phải viết trên cái bàn giấy là ừ, chỗ này ngồi thôi không có đạp chân lên nè, rồi chỗ này là đi tiểu nhớ dội tay này, rửa tay rồi dội nước gì đó. Mình đi qua nước ngoài mà mình cảm giác như nó Việt Nam vậy, nó cũng hơi cay cay lắm em. Ăn buffet ăn bao nhiêu lấy bao nhiêu, đúng không? Vui lòng giữ im lặng, ồn ào tao phạt. Nhất là mấy cái mà thôi, mỗi lần đi nước ngoài nó có những cái câu chuyện cười có, vui có, buồn có, khóc cũng có luôn nữa. Nhiều khi gặp mấy thằng cha nội cũng là Việt Kiều đó, không biết sống ở bên nước ngoài sao mà đi ra nước ngoài chỗ người ta phun nước miếng phèo phèo. Giờ mấy em nhớ nữa nha, khi mà tụi em ra nước ngoài đó, hạn chế mang những cái đồ nước. Giống như là bây giờ là ao líp chai bỏ đi, mang làm gì ông nội. Đi nước ngoài người ta cần cái gì đó gọn. Thí dụ như bạn nhắm cái bữa đi bằng bao nhiêu ngày. Thí dụ như cái bữa đi của bạn chừng nửa tháng á, thì tao nói thiệt ra nước ngoài đừng mong chịu tập gym ông ơi. Ông tập cái con khỉ gì. Ông đi ở ngoài về ông mệt thấy lên mình về lên vô tới khách sạn ông lo ông ngủ qua ông soạt thôi, chứ đó mà đi tập gym cái chuyện đó đừng có mơ đi nước ngoài tập gym. Đó, nên mình cũng nói luôn nha, nên cái chuyện rìu cao có thể khỏi. Nhưng mà trong cái routine á, nó có những cái routine ready to run hoặc là cái gì on the go gì đó, thường thường mấy cái chữ nó nặng vậy. Thì đó là cái sản phẩm nước các bạn bỏ routine vô các bạn uống ngược vậy nè. Thì khi đi nước ngoài hạn chế bỏ đi ông nội ơi, nó nặng chết luôn à. Mà mang cái đồ nước lên máy bay mấy ông lớ ngơ lấu ngáo này nọ nữa. Thấy ông bỏ, ví dụ như ông bỏ đồ nước ở trong cái vali là thấy bà nội rồi, ai cho, đúng không? Nó khổ lắm. Tức là ví dụ như cái đồ nước mà mấy em phải bỏ trong cái chỗ riêng, hiểu không? Tao bị mất mấy lần rồi đó, có giỡn đâu mà ông đó mà. Ông ở Hà Kỳ đi Thái Lan bận rộn này nọ, tự nhiên có con mẹ kia không biết sao đầu óc kiểu gì để đóng mật ong ở ngoài luôn, cuối cùng phải bỏ, không có mang gì được mấy. Đi qua Thái Lan bị nó bào tiền, trời ơi, nói con ong này ong thế giới nhất thế giới, con ong này nó bay lên tam giác vàng, nó hút ma tí ở trên đó đó, về nó làm ra cái mật. À, tao nói thiệt chứ không phải giỡn đâu, tao nói thiệt đó. Xong rồi cái thằng bán hàng bên đó nó điếm lắm em, nó biết nói tiếng Việt nữa, nó tự hào nó là người Thái Lan giỏi nhất Đông Nam Á. Tao biết nói tiếng Hoa nè, tiếng Việt nè, tiếng Anh nè, tiếng Thái nè, bây giờ mày muốn nghe tiếng nào? Đó, nó vô nó thuyết trình. Nó thuyết trình mà nó phải đạp Việt Nam mình cái nó mới chịu mấy em. Nói ở bên Việt Nam các bạn, nó tôi biết Việt Nam các bạn cũng có nhiều mật ong lắm, nhưng mà mật ong các bạn nó chạy ra ngoài chợ nó hút đường và nó làm mật thôi. Thật ra là bạn uống mật ong nhưng bạn đang uống nước đường. Nghe cũng hay cay cay rồi đó. Còn mật ong của tôi hả, nó bay dạng Lý Trường Chinh luôn. Nó lên trên vùng tam giác vàng, nó hút nhụy hoa anh túc trên đó, là cây thuốc phiện đó. Xong rồi đi về nó tạo ra mật như vậy nè, mật rất là quý, uống vô trường sinh bách lạ, trường sinh bất tử, bách độc bất xâm. Bán cũng mắc lắm á mày, để hũ cũng đẹp lắm này nọ kia, về lớ quơ lớ ngáo, quên bỏ trong hành lý ký gửi, đúng không? Quên bỏ trong hành lý ký gửi, xong rồi cầm lon ton rồi đi tới chỗ hải quan, tới chỗ security chứ chưa tới hải quan nữa. Đi qua máy nó kêu tót rồi đem lại một đống. Bây giờ làm sao đây, quăng chứ làm sao, không có đường khác chọn lựa bạn, cay đắng vậy đó. Nên nhiều khi đi sân bay kỹ mấy cái đồ kìm nhọn nhiếc này nọ đó, tùm lum phải để đúng chỗ nha, không để tùm bậy được, phải nó ảnh hưởng tới chuyến bay đó mấy em. Kỳ đó là cái bà đó, bà bị quăng hết đó là phải cũng phải là 200-300 đô đóng mật ong của bà. Tại vì bây giờ nó là thôi cái này á, giờ quay lại chỗ mà ký gửi hành lý đi bỏ vô, nhưng mà giờ hành lý nó đi đâu mà rồi sao quay, mà quay để đó cái đống xếp hàng kìa, trời ơi, tôi xếp hàng cực khổ theo bà nội tôi mới tới chỗ này, mà bây giờ tôi đi ra rồi tôi xếp hàng lại tôi trễ máy bay luôn, thôi bỏ luôn đó. Nên cái đồ mà nước á cẩn thận nha, đừng mang đồ bột thôi. It was at this moment that he knew he fucked up. Thua chết mẹ, cái này giống nhau vậy, cái này như 3 ngày rồi đó. Má đó 3 ngày uống chết luôn á.
nên nói về kinh nghiệm mà du lịch đó mấy em. Kinh nghiệm giang hồ á, mà du lịch cho game này nọ kia, nó có nhiều cái không biết nói chừng nào nó mới hết. Không biết nói chừng nào mới hết. Tại sao mà để du lịch tụi em phải mang theo này? Cái này là cái ví dụ thôi mấy em. Tức là cái Amino BCA, cái dạng uống á. Thì á, em đi mà xa lắc xa lơ, nhảy nhót tung tung hết. Uống nó vô nó khỏe mấy em. Nó khỏe là mình tập trung, mình đi nhiều. Mà khi mà đi du lịch mấy em biết sợ nhất cái gì không? Sợ nhất là mất đồ. Cái đầu óc tụi em lơ đãng là mất đồ liền ha. Bởi vì tụi em còn phải uống mấy cái này vô nè. Tập trung suy nghĩ nè, đồ để đâu là nhớ đó, đúng không? Tiền bạc không lộn một xu. Nó chơi vậy đó mới được. Đó, thì hy vọng là tụi em tập gym trẻ khỏe sức khỏe rồi nào tụi em có tiền rồi tụi em trải nghiệm thế giới. Cuộc sống mà ai cũng phải trải nghiệm thế giới thôi. Không bây giờ thì là ngày mai. Thì nếu mà tụi em chưa đi, tụi em nghe những cái câu chuyện của Di kể, tụi em biết trước mường tượng để chuẩn bị cho một mình có hành trang sau này mình đi. Còn nếu mà tụi em đi rồi thì nghe anh Di nói có khách quan có đúng hay không nha. Anh Di nói khách quan không? Like, share, bye bye, gặp lại sau. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.